Bạn thân mến, Tiếng Vọng đã một lần giới thiệu người thương binh Phạm Hào Quang. Chàng trai xứ Nghệ ấy có một cuộc đời thật là gian truân, nhưng anh là một chiến sĩ kiên cường. Trong cơ thể anh lúc này vẫn còn gần 5 kg kim loại mà các bác sĩ không dám lấy ra. Anh thoát nạn trong một vụ máy bay trực thăng quân đội bị rơi. Anh là người sống sót duy nhất trong 14 người. Phạm Hào Quang đã viết trên trang Facebook của mình một bài viết: Màu đỏ hoa dâm bụt tưởng nhớ 49 năm đồng đội Nguyễn Văn Bình hy sinh. Mùa xuân năm 1975, đơn vị tôi chuyển từ ven sông Sa Thầy về chân đồi Ngọc Tụ để chuẩn bị cho chiến dịch mới. Lính tráng dì tai nhau, chuyến này có lẽ đánh nhau to, đánh to thì chết nhiều. Mấy thằng lính lác tụi tôi mới nhập ngũ đứa nào cũng ngứa ngáy tay chân, khoái đánh nhau lắm. Nhưng khi vào chiến trường, đục nhau với địch vài trận tanh bành xương máu, rồi mới thấy chiến tranh không hề như sách vở nói. Nghe nói đánh nhau nữa thì mặt thằng nào cũng xanh lè như đít nhái. Tổ điện đài vô tuyến 15W nhận lệnh đi theo một cánh quân bí mật tiến về Buôn Ma Thuột. Tổ trưởng Sơn đi giao ban trên trung đoàn bộ về, dẫn theo một tân binh to cao gồ ghề, mặt đầy mụn bọc và có 2 cái răng cửa bị sứt. Tôi hỏi hắn: Cậu tên gì và quê ở đâu? Em tên Bình, em ở thành phố Vinh anh ạ. Cũng là dân bọ như mình rồi, mà Vinh cậu ở chỗ mô? Em ở xã Hưng Thủy, dưới chân lò cao nhà máy điện Vinh đó. Chỗ đó anh biết, tụi anh hay xuống chân núi Quyết cắt cỏ về chợ cọi bán cho mấy người nuôi bò. Thế là nhận đồng hương. Ở chiến trường, đồng hương nhiều khi còn quý nhau hơn cả anh em ruột thịt. Đêm mắc võng bên nhau giữa cánh rừng già, Bình thủ thì tâm sự với tôi về gia cảnh thật buồn của cậu ấy. Cha của Bình đi dân công hỏa tuyến thồ gạo lên Điện Biên, không may bị trượt dốc, gãy cả 2 xương đùi, đưa được về quê được hơn nửa năm thì mất. Mẹ của Bình ở vậy, nuôi 2 anh em khôn lớn. Năm trước, anh trai Bình nhập ngũ, huấn luyện tân binh ở Nghệ An xong rồi cùng đơn vị hành quân vào Quảng Trị đánh nhau. Gần trọn năm chẳng thấy thư về và cũng chẳng nghe tin tức. Mẹ nóng ruột con, lên tỉnh đội hỏi thăm thì họ trả lời không biết. Đi xem bói thì thầy bảo con bà đang làm cán bộ to nên phải giữ bí mật không được thư từ với gia đình. Bà thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, từ trong đôi mắt di ảnh người cha hình như lăn dài 2 giọt nước. Tôi hỏi Bình: Cậu có người yêu chưa? Hắn cười nhe cả 2 cái răng sứt: Em có quen con bé cùng làng mà cũng mới quen sơ sơ thôi anh ạ. Sơ sơ là sao? Đã nắm tay nắm chân gì chưa? Cụ thể là đã ngửi mồm ngửi miệng con người ta được phát nào chưa? Hắn cười hề hề: Nắm tay thì có, nắm chân thì chưa, còn hôn thì thú thật với anh chỉ mới được nửa cái. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Bình từ từ giải thích: Chả biết đứa nào lừa nàng rằng con gái mà cho con trai hôn môi là có chửa, nên xin mãi mà nàng chẳng cho hôn. Hơn nữa em Lăng là đoàn viên ưu tú và được chi bộ xếp cho đi học đối tượng đảng, cho nên em phải kiềm chế giữ mình, hôn hích linh tinh bị khép tội hủ hóa là mất hết anh ạ. Bữa xe về lấy quân, nàng có tiễn em ra sân kho hợp tác. Khi anh cán bộ đọc tên em thì nàng hốt hoảng ôm chầm lấy em. Em luống cuống đặt vội môi em lên môi nàng thì xe lăn bánh. Tính ra mới là nửa cái hôn. Hì hì. Bình thẫn thờ kể tiếp: Nàng tên là Lài, nhà 2 đứa cạnh nhau và chơi thân với nhau từ tấm bé, lúc nhỏ coi nhau như anh em, lớn lên bị bọn bạn bè ghép đôi bắt đầu thấy ngại. 2 đứa cùng vào đội thủy lợi của xã, cùng chung tổ nuôi bèo hoa dâu cho đội sản xuất và cùng sinh hoạt chung một chi đoàn.
chúng em cùng đọc chung cuốn Thép Đã Thôi Thế Đấy của nhà văn Liên Xô, cùng thần tượng nhân vật Pavel Kosygin sáng ngời như ánh thép. Lúc em có giấy của xã báo nhập ngũ thì hai gia đình muốn chúng em cưới nhau trước khi em lên đường. Em hỏi ý kiến lại thì cô nàng ngơ ngác đồng ý. Phút chót, chính em lại quyết định hoãn lại đám cưới, vì em linh cảm cuộc chiến rồi đây sẽ khốc liệt lắm. Người ra đi chắc gì đã may mắn trở về, con gái có thì lỡ như mình có mệnh hệ gì thì làm người ta dở dang một lần đò tội nghiệp lắm. Rồi giọng bình trầm xuống. Đến bây giờ em mới hiểu được tại sao lúc ấy mẹ em muốn hai đứa cưới nhau. Nhà có hai anh em trai thì ông anh đã mấy năm không tin tức. Em vào chiến trường lành ít dữ nhiều, lỡ như không qua khỏi mũi tên hòn đạn thì kể như nhà tiệt giống. Rồi Bình quay ra hỏi tôi, vậy anh đã có người yêu chưa? Tôi lắc đầu bảo chưa. Bình cười sằng sặc, vậy là ông anh cũng mù như thằng em này rồi. Tôi giả vờ không hiểu bảo mắt anh sáng chứ có mù đâu. Bình cười như mếu, em nói mù là mù cái con bướm ấy đó. Tôi cười theo. Nói xong, bất chợt hai đứa cùng buông tiếng thở dài. Bình kể tiếp, hồi chúng em huấn luyện tân binh ở nghĩa đàn, lão trung đội trưởng cậy thế có vợ hai con nên hôm nào buông bụng đi ngủ là lão ta kể chuyện bậy, không biết có bịa ra không mà chuyện của lão nghe đến đâu là người dậm dực đến đó. Có lần lão nói tụi bay con nít chưa biết gì thì im lặng anh nói cho mà nghe. Cái ấy của con gái lúc nhỏ nằm ngang, đến tuổi muốn lấy chồng thì tự động xoay dọc lại. Tụi em đứa nào cũng hoài nghi lời lão ta nói, nhưng cũng chả có đứa nào đủ thực tế để cãi lại lão, nên lão ấy càng đắc chí lắm. Theo anh thì lão thủ trưởng của em nói đúng hay sai? Tôi cười, tào lao, thôi ngủ đi ông tướng, nói to quá, lỡ thám báo địch phát hiện được thì kể như tiêu đời. Bình ngủ rồi mà tôi vẫn còn trằn trọc. Câu chuyện cậu ta kể nghe buồn cười nhưng chứa chất những nỗi đau. Tôi cũng chỉ là một thằng mù như cậu ta thôi, và ở chiến trường đầy chết chóc này còn có bao nhiêu chàng trai khỏe mạnh khôi ngô đang bị mù như mình nữa. 22 tuổi đời với 3 năm quân ngũ, ngoài vài bài thơ tình kẹp vào quyển tập trao cho bạn cùng lớp, tôi đã biết gì đâu. Rạng sáng ngày mùng 10 tháng 3 1975, tổ điện đài của chúng tôi theo cánh quân chủ lực đánh chiếm thị xã Buôn Mê Thuột. Những trận đấu pháo kinh hoàng, cả thị xã chìm trong bão lửa. Địch phản kích, tái chiếm sân bay Hòa Bình. Đơn vị tôi thương vong không biết bao nhiêu mà kể. Anh Sơn trúng đạn được đưa về trạm phẫu thuật tiền phương. Bình là đối tượng đảng nên cấp trên chỉ định thay anh Sơn đảm nhận chức đài trưởng. Pháo địch ùng oàng xung quanh, đạn bắn thẳng bay sát sạt trên đầu, anten cần gãy ngang, liên lạc tạm thời gián đoạn, chỉ huy ra lệnh bằng mọi giá phải khôi phục được liên lạc với các đơn vị. Tôi mò mẫm lượm được một đoạn dây hữu tuyến, đấu vội vào máy phát để liên lạc tạm thời. Bình buộc một đầu dây vào lưỡi lê khẩu AK, dương cao lên để bắt sóng. Nhưng chính lúc cậu ta vừa nhổm người lên thì một quả pháo địch rớt xuống cách vài mét. Trước khi ngất đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy thân hình cao to của Bình đổ vật xuống. Chúng tôi lục ba lô lấy tăng võng quấn thi hài của Bình lại rồi đào hố, chôn cậu ta cùng với các đồng đội khác ở ruộng ngô đang vào mùa trổ bắp. Khi lục ba lô Bình, tôi đụng phải một vật sần sùi cứng cứng, một chiếc áo ngực con gái may bằng vải bạt với những đường chỉ chằng ngang chằng dọc. Tôi bất chợt hòa khóc. Tháng 8 năm 1975, trên đường ra Bắc học sĩ quan, tôi tranh thủ ghé thăm mẹ của Bình. Mẹ bị tâm thần mấy tháng nay nên khi nhớ khi quên, mới hơn 50 tuổi mà trông mẹ lọm khọm như bà già ngoài 80 tuổi vậy. Sau khi gia đình nhận được giấy báo tử của Bình, lại tự nguyện dọn về sống chung với mẹ. Anh trai của Bình may mắn sống sót trở về, nhưng trên người chi chít vết thương và đang nằm ở trại thương binh Nghệ An. Tôi ngước lên bàn thờ chung hai cha con Bình.
Hai cái chết còn rất trẻ, hai nỗi đau giằng xé, ôi chiến tranh đâu phải trò đùa. Ngoài ngõ, hai hàng dâm bụt nở đầy hoa, màu hoa đỏ bầm như máu, có ai đó đã viết: chưa lau sạch chân em vào áo trận, để giữa lầm than em bỗng hóa thiên thần. Phạm Hào Quang viết tại Sài Gòn mùng 10 tháng 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.